Cơ sở dệt chiếu của ông Vũ có tuổi đời khoảng 25 năm. Ông cho biết giá chiếu Tết không tăng so với ngày thường. Trong đó, chiếu trắng, dệt thưa có giá khoảng 40.000 đồng một đôi. Chiếu màu có giá từ 200.000 đồng đến 440.000 đồng một đôi, tùy theo kích thước. Mùa Tết này, cơ sở của ông Vũ dự tính cung cấp cho thương lái khoảng 1.500 đôi chiếu. Ở thị trường chiếu hôm nay thì nói chung bán thì cũng ế. Năm nay thì nói chung thì bán ở Bình Dương á, thì mỗi năm thì bán nó chạy nhiều. Mà giờ công nhân thì cũng giảm bớt rồi. Rồi hôm nay nó ra ba cái chiếu nhựa, ba cái chiếu gì, chiếu tre, chiếu niệm, đa số niệm, bây giờ niệm loại rẻ tiền. Họ cũng mua nhiều ra chiếu, giờ nó cũng giảm bớt. Làm chiếu phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ. Mặc dù đã bước sang tuổi 72, thế nhưng mỗi ngày, bà Kiểu vẫn kiên trì với nghề dệt chiếu, mang đến cho thị trường Tết nhiều sản phẩm bền đẹp. Nói chung là ngày chắc kiếm khoảng có trăm, mà điều hả nếu có chiếu nhiều á là có trăm, còn hả ít thì mấy chục, mấy chân. Này cũng như vô giá luôn nè. Nghề dệt chiếu lát tại Long An đã được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia. Hiện nay trên địa bàn xã Long Định còn khoảng 30 hộ duy trì nghề dệt chiếu. Mùa xuân mới lại về, người dân vẫn quyết tâm giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.